mừng quý khách đến với siêu thị Hải Minh. Với phương châm sản phẩm chính hãng, dịch vụ linh hoạt, siêu thị Hải Minh luôn mang đến cho quý khách các sản phẩm chính hãng với giá tốt nhất và đảm bảo giao hàng tận nơi. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời quý khách truy cập website siêu thị hải minh.vn hoặc siêu thị điện máy chính hãng.vn. Xin kính chào quý khách. Siêu thị điện máy Hải Minh hôm nay xin giới thiệu với quý khách dòng máy cân mực hai tia đỏ Arita RGV2. Đây là dòng máy được ứng dụng trong các lĩnh vực như là ốp lát, đo đạc, nội thất và khảo sát. Sau đây thì siêu thị điện máy Hải Minh sẽ hướng dẫn quý khách sử dụng dòng máy này. Đây là nguyên hộp của máy. Trong máy thì có một cuốn hướng dẫn sử dụng, chân đế 5 châm, 3 pin 2A, hộp đựng chống va đập và máy. Máy Arita RGV2 có hai bước sóng ngang và dọc. Bước sóng của Arita RGV2 là 635 nanomet. Độ sai lệch của Arita RGV2 là trên dưới 0,3 mm trên mét. Máy thì có thể đo được khoảng cách tối đa là 20 m. Sau đây siêu thị điện máy Hải Minh sẽ hướng dẫn quý khách cách để khởi động máy. Đây là chỗ đựng pin. Chúng ta có 3 pin 2A. Khi lắp xong thì nó sẽ trông như thế này. Đây. Bây giờ tôi sẽ mở lên để cho quý khách có thể nhìn thấy được hai tia laser của máy. Nó sẽ nhìn trông như thế này. Đây có hai chân đế. Chân đế 5 châm này thì cách có thể dùng để vít vào tường. Sử dụng trong việc như là ốp lát hoặc là thiết kế nội thất thì có thể vít vào tường. Còn khi ra ngoài công trình thì cách có thể dùng chân đế cao này. Bây giờ tôi sẽ thao tác để lắp cái máy cân mực này vào chân đế cao. Tắt máy đi. Các chỉ cần bạn cho vừa chặt là được. Sau đây tôi sẽ bật lên. Máy khi được lắp vào chân đế cao thì bước sóng laser nó sẽ hiện lên như thế này. Đối với phụ kiện kèm theo máy thì chân đế 5 châm sẽ được đi theo máy, còn chân đế cao thì quý khách sẽ mua ngoài. Đây là phụ kiện ngoài của máy. Máy cân mực hai tia đỏ Arita RGV2 được ứng dụng nhiều trong ngành công nghiệp xây dựng như là thiết kế đo đạc. Có chiếc máy này thì quý khách hàng có thể đo đạc được dễ dàng và nhanh gọn hơn. Ngoài ra thì siêu thị điện máy Hải Minh cung cấp dòng sản phẩm này hoàn toàn là chính hãng, nguồn gốc rõ ràng, bảo hành 1 năm và giao hàng tận nơi trên cả nước. Để có thể nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất từ siêu thị điện máy Hải Minh, quý khách vui lòng truy cập vào website siêu thị điện máy chính hãng.vn cùng hai số hotline 043-221-6365, 083-5102786 để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn tốt nhất.